Em biết mình là một thí sinh ở cuộc thi, vậy tại sao em lại xuất hiện ở đây giống như một celeb? Vẫn chưa có. Em có thấy buồn không nếu như chúng ta phải đặt thẳng những vấn đề này lên để nói chuyện với nhau? Vì sao mà mọi người lại thích 150 hoặc là 13 năm hơn? Mọi người đây xem đây là một cái điều dĩ nhiên. Thúy Vân dĩ nhiên làm được bao nhiêu năm kinh nghiệm, hỏi gì cô ấy cũng sẽ trả lời được. Trong đây thì có 5 giám khảo mà hết 3 giám khảo không khen em. Tôi biết là em rất thông minh, em tập trung vô toàn bộ là suy nghĩ, tư duy. Nhưng mà hình như em quên để ý tới trái tim của mình. Bởi vì trái tim của em rất là yếu, nó yếu đuối lắm. Khen người khác cái là em buồn liền, mà em thể hiện trước mặt chúng tôi. Có một người đã có bản lĩnh sân khấu như Thúy Vân thì không chấp nhận như vậy nha Vân. Không chấp nhận được luôn đó. Khi mà chị xem em trình diễn á, chị thì tuột cảm xúc dữ lắm. Em trôi quá. Em lại tiếp tục lựa chọn không thông minh. Khi mà em đang thể hiện cái yếu điểm của em không có lửa, em không có một chút gì cái sự mạnh mẽ tự tin trong bước chân của em cả. Vân ơi Vân, bụng bự quá. Có những tin đồn người ta nói rằng em muốn thay đổi ban giám khảo của năm 2019 này.